nay mình sẽ review món mới. Đây là thịt ếch, đây đậu xào. Này là ngày thứ hai chúng mình quay cho quý giả xem. Đây món xào, đây là cơm. Đây. Cơm quá trời nhiều rồi, ăn hết. Đây là canh. Canh thịt bằm. Canh thịt bằm. Hiện nay quay cho quý giả xem. Đồ ăn ra. Mời quý giả nha. Hôm nay bữa nay món này nó hấp dẫn hơn ngày qua chút. Xong rồi cuộn thịt chết luôn nha. Ba anh em tới luôn nhìn có ba người rồi. Không có người nào nữa. Đi ra ngoài có không dám đi. Chỉ ngày ăn ba thử. Sáng ăn một kiểu thạp. Trưa cơm. Chiều còn cơm. Không bị chắc chắc. Ăn hồi đã đại như nước súp. Nước súp sáng giờ. Đôi tay là kiểu tiện khó khăn. Vì như sống ở nhà ngon nhất. Là làm biết một tuần này mong có đủ 21 ngày vậy. Nay lên 5-6 đứa, 3 đứa đây là bạn trai, 3 đứa gái, 1 phòng kia. Mình đâu có lưu đâu. Còn bạn này ở luôn, sợ không chết. Bạn này ăn xong rồi.
sinh xong rồi ngủ xem phim có thời sự luôn á, còn mấy đứa nhỏ ăn chơi điện tử. Hai mốt ngày về đầu cái bới luôn á. Qua đây mình quay mỗi ngày clip clip cho 21 ngày là đúng túi đủ vậy luôn 20 chứ trước ngày bữa nay này em 19 rồi hả? 29 rồi 2 ngày rồi mới qua clip vậy thôi, bắt đầu tiên mình xuống được tới 1 ngày thì quay clip này là 20 clip đủ rồi đầu nó quay quay được cho nó đau buồn ăn cái phút 10 phút rồi 10 phút đi 10 phút cho cái giá xem hết đang quay được con cứ nghe buồn quá làm gì vậy chào anh trai thì nay kênh mình hết rồi chúc nguyên trả về sức khỏe hạnh phúc đạt đạt hôm nay mình ăn ớt đồ xào ha mấy anh à. Tôi chế ớt này là bọc cái này canh cơm này rất dư rồi thôi trời đây là hai em nằm nữa không trong đây buồn lắm ra bữa đông suốt này.